Hello 500 anh em, và hôm nay mình có một cái rất là đặc biệt. Đó chính là ở bên cạnh mình đây, mình đã mượn được một cái dàn máy của anh em trong phòng. Con máy này có tuổi thọ là 10 năm tuổi và các bạn nhìn thấy nó bẩn không? Mình sẽ bỏ khẩu trang, nhớ đeo khẩu trang đấy. Và các bạn, con máy này nó rất là bẩn nhưng mà mình nghĩ là máy các bạn, rất nhiều các bạn xem clip này, máy các bạn cũng không sạch hơn thế này là mấy đâu. Và hôm nay mình làm clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh máy tính một cách đơn giản và nhẹ nhàng dành cho các bạn, để các bạn có bộ máy mới để đón Tết và chơi game một cách cực kỳ mát mẻ. Tại vì đóng bụi như này thì thứ nhất nó ảnh hưởng đến một cái, đó chính là cái lưu thông gió. Khi mà đóng bụi, gió sẽ không thể nào lưu thông được vào bên trong. Và thứ hai đó chính là bụi có tính dẫn điện, nên là nếu anh em chẳng may ấy, thì bụi nó có thể gây đoạn mạch, cái mạch ở bên trong này, và từ đó chúng ta có một bộ máy rất là thơm mùi khói. Thì những cái dụng cụ anh em cần ấy, thì như trước đây chúng ta cần một cái tô vít để tháo máy. Và anh em chỉ tháo máy khi mà anh em biết anh em đang lắp và đang làm những cái gì nhá. Còn nếu mà anh em không biết lắp máy tính ấy, thì anh em chỉ thổi bụi qua thôi. Thứ hai là một cái chổi để quét bụi. Thứ ba, che kem lại, nó nào phải thế. Và thứ tư, nếu anh em có một cái máy thổi bụi ở nhà thì rất tốt. Anh em thổi phát này thì nó đỡ bụi hơn rất nhiều. Anh em nào không có máy thổi bụi ở nhà thì dùng một cái chổi này được. Chổi này chắc ra ngoài mấy cửa hàng tiện ích mua rất là rẻ. Rồi, và đầu tiên thì quy trình chúng ta bao gồm đơn giản là tháo đồ ra này, thổi bụi này, sau đó là quét bụi này, sau đó là gắn keo và lắp lại. Và trước khi làm tất cả mọi thứ, mình nhắc các bạn đó chính là hãy đeo cái khẩu trang này vào thứ nhất. Và thứ hai đó chính là hãy dùng một cái máy ảnh để chụp những cái phần bên trong này, đề phòng trường hợp các bạn quên mất là cái gì cắm ở đâu. Mình thì mình không quên đâu, nhưng mình sợ các bạn quên thôi. Vạn Quà mừng đón Xuân sang cùng Hà Nội Computer. Mua hàng là nhận ngay lì xì. Mua trên 10 triệu tặng thêm một lốc Coca-Cola. Mua trên 20 triệu tặng thêm một lốc Heineken. Mua thêm 30 triệu sẽ được tặng ngay một thùng Coca-Cola. Và đặc biệt mua trên 40 triệu sẽ được tặng ngay một thùng Heineken. Càng mua nhiều quà càng lớn. Chương trình áp dụng tại tất cả các showroom của Hà Nội Computer từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2021. Chúc mừng năm mới. Chương trình quảng cáo đã hết và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái bộ máy này. Thì đầu tiên, cái gì tháo vào sau cùng thì chúng ta lắp vào sau cùng, chúng ta tháo đầu tiên đó chính là card màn hình. Và các bạn mà chưa rõ linh kiện của cái bộ máy này thì nó là Core i5-3470, tức là số 3, trong khi đó bây giờ chúng ta đã ra đắt đến Core i10 rồi, tức là đã 7 thế hệ rồi các bạn ạ. Hãy dùng, nếu các bạn nào mà các bạn ở nhà có một cái âu ấy, thì dùng một cái âu để đựng lại những cái ốc này để phòng trường hợp nó bay mất. Và luôn luôn dùng một cái găng tay để các bạn có thể tránh bụi rút nguồn ra nhá. Rồi, đây là cặp màn hình GTX 970. Mình thấy là khi mà chạy lâu dài thì mặt trên nó không có bụi mấy, nhưng mà sau các bạn nhìn này, bụi đóng thành tảng luôn. Đừng bao giờ để này mới vệ sinh máy. Hãy dùng ít nhất là 1 năm một lần. Các bạn tắm thì ngày nào cũng tắm, một chỉ một tuần tắm một lần thì máy các bạn lười lắm cũng là 1 năm vệ sinh nó một lần cho mình cái. Và thứ hai, chúng ta sẽ phải tháo hết cái dây này ra. Mình sẽ tháo cả main ra luôn. Đây là một con mainboard. Và đây là mainboard, là cái linh kiện sâu bên trong nhất máy tính này. Ồ, nó có một cái tấm ni lông đấy chưa bóc. Nên là mặc dù thì nó khá là sạch, thực sự là nó sạch hơn so với các linh kiện khác. Nhưng mà mình sẽ mà tháo thử cái quả này ra. Keo đã khô hết rồi này. Keo khô này ảnh hưởng rất nhiều đến tản nhiệt cho các bạn nhé. Khi mà nhiệt lượng nó sẽ không tản đều được xuống CPU. Keo rất khô rồi. Rồi, nên là có main, RAM, card. Tiếp theo đến là phần ổ cứng. Trước khi ổ cứng thì mình sẽ tháo mặt sau ra đã. Ổ cứng là một cái rất nhạy cảm, nếu mà bị va đập, nên là các bạn làm gì hãy tháo hết ổ cứng ra cho mình nhé. Để phòng trường hợp mà trong lúc mà đi thì chuyển ấy, quăng quật nó bị rơi ổ cứng, mà ổ cứng là rơi là hỏng đấy. SSD thì may ra còn cơ hội sống, như ổ cứng là chỉ có tèo thôi. Chúng ta có hai con ổ cứng này, ba con ổ cứng, không con nào có vẻ là sạch cả. Rồi, mình sẽ tháo luôn cả nguồn đi. Đây là bộ nguồn Thermaltake, bụi nó đã đóng đến mức mờ cả tên luôn rồi này. Thấp power 650W, quá kinh khủng, không còn từ gì để diễn tả nữa. Và thôi tháo thì tháo cho chót nhỉ.
Mình tháo luôn quạt này ra đi. Đây, khi mà các bạn sẽ quạt quá lâu này, sẽ bật nó sẽ két đến cái mức là nó thành cả một cái lớp. Mình không biết gọi này là cái gì nữa. Rồi, về mặt cơ bản chúng ta đã tháo xong, cởi phần chuồng toàn bộ cái bộ máy này. Và bây giờ mình sẽ cầm tạm cái này ra và mình thổi. Thì các bạn lưu ý khi mà thổi nhá, thì có vài lưu ý các bạn. Nếu mà các bạn dùng máy thổi hoặc là dùng cái bình xịt khí nén ấy, các bạn mua trận với cái bình khí nén ấy, các bạn hoàn toàn dùng được. Thì các bạn hãy thổi cho mình một hướng, hướng từ trước, và nói chung là thổi cho một hướng thôi, đừng thổi loạn quá, nó sẽ bụi nó lẩn quẩn bên trong. Thổi một hướng thôi. Và thứ hai là linh kiện này, các bạn đừng bao giờ thổi thẳng như này. Các bạn thổi xa xa một chút, mà thổi nó kiểu chéo chéo ấy, thổi thẳng này nó sẽ dí, nó lại dí lại bụi vào trong. Rồi, đầu tiên mình thổi con vỏ này, cái con main, cái con tản, cái con cạc, cái con nguồn. Nói chung là thổi nó chỉ gọi là đỡ bụi một phần thôi. Những cái phần bụi tảng lớn thì thổi các bạn sẽ bay được, còn những cái bụi nhỏ ấy thì tí nữa chúng ta sẽ phải sử dụng, đó chính là cái chổi để các bạn quét. Nên cầm từng món ra thổi một, đầu tiên là con vỏ. Thổi nhá, các bạn có những cái lỗ này, các bạn thổi thẳng vào lỗ này nó bật bụi ra hướng còn lại. Cái bên trong này rất là bẩn. Và mình vừa thổi qua các linh kiện, nhưng mà nhìn chung ấy thì nếu các bạn dùng máy khoảng tầm 1-2 năm, các bạn không vệ sinh thì nó sẽ khá là dễ. Còn con máy này có tuổi thọ đến 10 năm tuổi, và mình nghĩ là cái thời gian mà nó vệ sinh gần nhất khoảng tầm 5 năm trước đây, thì các lớp bụi ấy, nó két vào trong cái kính lúc mình không thể thổi được nữa. Nên là bây giờ chúng ta mới có phương án tiếp theo, đó chính là cái chổi này. Cái chổi này nhiệm vụ nó sẽ rất là tốt khi mà nó có thể quét tất cả những cái bụi này xuống. Nhưng mà mình sẽ phải lấy một cái đây, các bạn tận dụng trực tiếp là cái khay, là cái tấm sau con cây để quét bụi vào đấy, thì đổ rác cho dễ. Nhưng mà các bạn thấy là nếu mà không bách plate đằng sau rất là nguy hiểm ở vấn đề đóng bụi ở bên trong. Nên là bây giờ các hãng cảm quản hình họ đa số để làm một cái bách plate bằng nhựa cũng được, để các bạn một phần là các bạn nó đẹp hơn, một phần là các bạn tránh bụi rất là tốt. Rồi, sạch hơn khá nhiều. Thì trước khi các bạn, nếu mà các bạn nào các bạn mà đã quen đến việc là tháo lắp máy tính ý, thì các bạn thể làm thêm cho mình một bước, đó chính là tháo con cạc này ra. Các bạn, ở đây có một cái tem là tem bảo hành. Nếu mà các bạn tháo ra các bạn sẽ mất bảo hành, nhưng mà đây là một con cạc GDX970, nó đã hết bảo hành từ đây rất là lâu rồi, nên là mình có thể tháo ra và tra kem được. Còn nếu các bạn mua cạc mới như kiểu là đầu 2 ấy, thì các bạn đừng làm đến cái bước mà tháo cạc cái ra nhé. Tại vì khi làm thì các bạn sẽ làm luôn, đó thì nó mất bảo hành của con cạc màn hình. Các bạn có lẽ không cần quá quan tâm đến cái phần bên trong này, tại vì các bạn nhìn thế này, sau bao nhiêu năm thì nó vẫn còn khá là mới so với các bạn mặt bằng sau này. Bằng sau này các bạn nhìn nó vẫn còn có bụi, và có lẽ là mình phải lấy cả một cái khăn hay là cái gì đấy để lau. Nhưng mà mình rất sợ các bạn lau khăn, nếu bạn lau khăn cô tông ấy thì các bạn sẽ bị là nó sẽ vướng cái sợi cô tông vào đây, nó giật tự phát là bay tụ luôn. Nên là các bạn không nên lau khăn cô tông mấy cái này. Đây vẫn khá là mới, không phải làm gì bên trong. Cái bẩn chính của chúng ta ấy, đó là cái phần mấy kẽ tản này. Khi thổi quạt, thổi gió ra các bạn sẽ bị bẩn. Nên các bạn lấy các bạn cài bằng thép, nhôm thép kim loại, nên là các bạn có thể thoải mái mà. Và mình cũng sẽ là tra lại kem cho con này. Nên là mình sẽ lấy một cái khăn để mình lau hết tất cả những cái kem còn sót cũ đi. Đây, các bạn thấy kem các bạn cũ nó bị lâu quá, hỏng quá, khi mà các bạn lau nó vỡ vụn hết cả kem ra. Và các bạn hãy lau cho mình cái này rất là cẩn thận, tại vì con này là con chip trần. Các bạn lau quá tay ấy, các bạn sẽ làm mẻ luôn con chip. Các bạn hoàn toàn có thể dùng rất nhiều các cái thương hiệu keo bây giờ thị trường và keo tốt, như là Nóc Tuông hoặc là Deep Cool, là keo khoảng tầm hơn 100.000 một tuýp thôi, mà các bạn có thể dùng khoảng tầm rất nhiều năm, vẫn chưa hết đâu. Và thực sự ấy, thì mình đã lắp xong rồi, nhưng mà khi mà mình quẹt tay vẫn thấy một cái lượng bụi vẫn còn tồn ở những cái chỗ như là kiểu này cũng khá là nhiều, mình sẽ quét lại tiếp. Nhìn hơi ngứa mắt. Đây này, trên RAM chẳng hạn vẫn còn rất là nhiều. Các bạn nếu mà các bạn vệ sinh máy thường xuyên ấy thì tình trạng két bụi này gần như không có đâu. Nhưng các bạn lâu lâu mới vệ sinh một lần ấy thì nó rất dễ bị két bụi vào như này. Và đã két bụi rồi thì thực sự nó không thể nào sạch sẽ được.
Và nếu các bạn để bụi lâu như này thì một tình trạng rất là tình trạng vàng mạch khi nó bị nóng và nhiều quá nhiều bụi. Nhưng con này đang bị vàng mạch một ít ở phần GPU core. Mình sẽ lau luôn. Đây thì mình không có cái vực đánh bóng với cái niken này nên dùng lâu sẽ khá là xịn. Các bạn dùng lâu sẽ bị xịt cái phần niken này. Các bạn thấy nó sạch hơn khá là nhiều. Trước khi mình vệ sinh ý, thì bên trên này chúng ta còn không thấy một cái gì ở trên cơ. Rồi tiếp theo nó chính là ổ cứng. Ổ cứng thì khá là dễ thôi, chỉ quét bụi tại vì bản thân ổ cứng là một linh kiện các bạn không thể nào mở ra được. Rất là sạch, chỉ cần làm sạch bề mặt ổ cứng là được rồi. Bạn thích thì các bạn quét đằng sau một tí nữa. Ổ cứng cơ nhé, rất cẩn thận. Ổ cứng cơ các bạn rơi phát là thôi vứt. Nó không như ổ SSD, SSD rơi các bạn có khả năng cứu được, chứ ổ cơ là tôi vỡ alo. Cái này vết này này là cái vết chất lỏng nhá, và những cái gì nó nhỏ giọt xuống ấy. Là mình không biết là với một người FA như là ông bạn chủ máy này thì có làm gì cho máy tính không, nó có vết chất lỏng rõ như này. Tạm thời là nó khá là nó hơi sạch rồi. Cái thứ ba đó chính là con tản nhiệt này, thì mình sẽ lau đi. Đây nhá, các bạn mình sẽ cậy ra, tại vì nó đang quá khô, nó bong lên từng mảng rồi. Đây là con tản stock của Intel, thì thực sự là nó cũng con tản này chắc là mới thay, tại vì nhìn nó không bẩn kinh dị như những cái con quạt khác. Con này chắc là mới thôi, con quạt này mới thay. Còn đúng ra nó hơi bẩn như này, thổi bụi xong nó vẫn bẩn như này. Rồi, đây là CPU, đây là cái main này. Main thì thực ra là cũng không có gì quá là nhiều, mình chỉ việc lau đi thôi này. Đây mọi người phải mềm lau đi và phủi bụi một phần ở trên những cái main, trên những cái phần tụ thiết vào. Đây là phần VRM, phần này thì cái phần tản nhiệt nó sẽ bám khá là nhiều bụi. Đây là một chút hoài cổ, các bạn nhìn thấy là ngày trước ấy thì main nó hay là cũng mấy cao cấp ấy, nhưng con này là main khá là cao cấp nhưng nó vẫn có thể cổng VGA này. USB thì khá là ít, cứ mỗi 6 cổng USB thôi. Bây giờ các main cao cấp nó khoảng là 8 cổng hết rồi. LAN rất là LAN bình thường. LAN gigabit. Bây giờ thì LAN 2.5 hết rồi. Rồi chúng ta xong mấy cái phần cơ bản. Tiếp theo những cái phần râu ria. Rồi ba con ổ cứng này. Bận quá. Đây là quạt nhá. Quạt thì cứ thế này một mà quét thôi. Và làm mình luôn đeo khẩu trang nhé. Đây mình vừa làm vừa nói nhưng mình không đeo, nhưng các bạn ở nhà các bạn nhớ đeo khẩu trang. Đây là vừa rồi mình thuần mình thổi bụi ra và chắc là còn một đống nữa nó bay ra ngoài này mà mình không biết. À đây, quên mất. Chúng ta còn một cái nhân vật ở đây. Thổi bụi nhưng mà nó vẫn nãy rất là thổi hết phần bụi to rồi. Eo. Khá là ổn rồi, còn mình không chắc chắn là bên trong nó đã sạch chưa. Nhưng theo mình nhìn thì bên trong nói chung là tạm được thôi. Nó quá bụi rồi. Rồi, xong con nguồn này. Cuối cùng, đến cái ông rất cứng đầu ở đây là ông vỏ cây. Rất bẩn. Không có gì có thể nói là bẩn hơn được. Dây này, chúng ta lấy bằng các bạn phải lấy tuốt từng cái sợi dây một thì nó bẩn đến cỡ nào. Đấy, tuốt phát bẩn kinh khủng khiếp. Nếu các bạn nào chăm chỉ thì bạn lấy cho mình một khăn ẩm nhé. Các bạn lau sạch hơn, khăn khá. Hãy lau khăn khô xong rồi mới lau khăn ẩm. Nhìn thì nó tạm đỡ bụi thôi. Còn nó nếu mà để sạch hẳn ấy thì chưa sạch, cần rất nhiều thời gian và công sức kỳ cọ nữa chúng ta mới có được một con vỏ cây nó sạch đẹp. Nhưng mà ít nhất chúng ta đã bỏ được những cái phần tản nhiệt nhìn rất là kinh khủng khiếp ở đây. Rồi, về lắp lại. Cái gì tháo sau chúng ta lắp trước. Đầu tiên là con quạt. À, trước khi lắp con quạt mình sẽ lắp cái chặn main rồi đấy. Em đừng quên này nhá, nếu lắp cây hay quên này lắm này. Lắp xong là phải tháo ra lắp lại cả bộ, tại vì quên không lắp chặn main.
20 minutes later. Rồi, và bây giờ mình bật lên và so với cái lúc mà mình nhận máy ấy, thì mình thấy là nó sạch hơn khá là nhiều. Còn nếu mà các bạn muốn làm sạch hẳn ấy, thì mình thấy ở đây chưa phải sạch hẳn. Tại vì mình cần tốn rất nhiều thời gian nữa để có thể vệ sinh kỹ từng cái linh kiện. Nhưng mà ở đây thì mình có làm một clip ngắn thôi, mình có vệ sinh ở mức gọi là sơ sơ. Nó vẫn đủ sạch để cho các bạn một cái bộ máy mà chơi game mà đỡ nóng. Và thứ hai là nhìn nó sẽ năm mới thì nó cũng vui vẻ hơn tí. Thì các bạn đừng quên nhá, là với mỗi 5.000 sub, tức là khoảng tầm 1.000 sub thôi, là chúng mình sẽ có một giveaway và quà không hề nhỏ đâu. Và các bạn đừng thấy hay thì đừng quên like, share và để subscribe phía dưới video. Còn vừa rồi thì mình cũng vừa lao động công ích xong và cũng vệ sinh xong một con máy tính có tuổi đời theo như chủ máy nói thì khoảng tầm gần 10 năm tuổi. Và chắc là lần vệ sinh nhất gần nhất cái đây khoảng tầm vài năm, 5-6 năm. Và các bạn thì có cần những cái điều gì hỏi đáp về cái việc vệ sinh máy tính như là ngâm men cái thứ nào ấy thì có thể comment ở phần phía dưới video nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em, chúc mừng năm mới.